Bây giờ chúng ta sẽ đi vào câu hỏi số 1. Thủy phân hoàn toàn tripeptidic thu được Gly và Ala. Người ta hỏi mình là số công thức tripeptidic thỏa mãn là. Đối với phần lý thuyết thì chúng ta đã được tìm hiểu các em. Tripeptidic có nghĩa là loại này có 3 gốc alpha amino acid. Có nghĩa là có 3 gốc. Nhưng mà khi tripeptidic này thủy phân chỉ thu được hai loại thôi, đó là Gly và cái gì game? Gly và Ala. Điều này dẫn tới là nó có hai tình huống. Tình huống số 1, nó có hai gốc Gly kết hợp với một gốc Ala. Đây là tình huống số 1. Tình huống số 2 là gì game? Một gốc Gly kết hợp với hai gốc Ala. Và lúc bây giờ nó hình thành ra tripeptidic. Như vậy mình muốn xác định được số công thức cấu tạo thỏa mãn thì mình sẽ làm đầy đủ hai trường hợp này. Rồi bây giờ thầy sẽ xét cho các em trường hợp số 1 nha. Trường hợp 1 là hai gốc Gly và một gốc Ala thì các em cứ đặt nó vào sắp xếp thôi. Đây chẳng là thầy lấy ví dụ thế này. Gly này, Ala này. Như vậy hình thành ra một tripeptidic rồi. Gly, Ala. Hoặc là các em cứ thay đổi làm sao cho nó khác là được này. Gly này, Ala, Gly. Đó, em cho Ala nó vào giữa, đổi Gly đi ra. Rồi, như vậy trường hợp cuối cùng là em cho Ala nó đi đầu luôn nè. Ala, Gly. Ba trường hợp này là đã hết rồi. Em nhớ cho thầy là trường hợp số 1 Gly, Ala nè. Đây là trường hợp số 1 nè. Và trường hợp số 3 nè. Thì em hình dung là nó khác nhau nha. Gly bên này là Gly ở đầu N. Cộng Gly bên này là đầu C, cộng Ala bên này là đầu C, cộng Ala bên này là đầu N. Gly, Ala, nó sẽ khác Ala, Gly nha các em. Rồi nhiều em cứ nghĩ rằng nó trùng nhau á, như vậy là sai á em. Nó khác đầu N và đầu C nó khác nhau. Như vậy đối với trường hợp 1 thì chúng ta thu được là mấy đồng phân cho em? À ngay chỗ này thì chúng ta thu được là 3 đồng phân. Thì tương tự như thế ở cái trường hợp số 2 á em. Trường hợp số 2 đó là một gốc Gly và hai gốc Ala thì các em cũng sẽ thu được 3 đồng phân tương tự như thế. Đổi lại thôi. Trường hợp 2 này, em đổi lại là gì? À Ala này, Ala, Gly, rồi Ala, Gly, Ala, rồi Gly, Ala, Ala. Như vậy là em để xong rồi nè. Em có thêm 3 đồng phân nữa này. À tất cả là 6 đồng phân. Cái loại này đôi khi có một số thầy cô hướng dẫn các em học cái công thức. Nhưng mà thầy nghĩ không có nên học công thức. Tại vì một số cái câu bài tập nếu các em không hiểu như cách làm như thế này, em sẽ không bao giờ làm được. Cho nên thầy khuyên các em đừng có nên học bất kỳ cái công thức gì cả. Bây giờ thầy cùng với các em sẽ tìm hiểu câu hỏi số 2 này. Thủy phân peptide Ala, Gly, Valine, Gly, Valine, Glu. Đây là một cái hexapeptide 6 gốc alpha amino acid. Có thể thu được tối đa bao nhiêu dipeptide khác nhau. Như vậy mình hiểu đây có thể là nó là một cái thủy phân không hoàn toàn. Dipeptide có nghĩa là cái loại peptide có 2 gốc alpha amino acid. Như vậy cái này rất là đơn giản thôi. Thầy lấy ví dụ như thế này. Em nhìn lên đề thầy phân tích luôn. Thầy lấy ví dụ này. À, nó sẽ có thể thu được. Em cứ đi theo kiểu nhịp cầu các em. Ala Gly này, Gly Valine, Valine Gly, Gly Valine và Valine Glu. Đó, thu được những cái dipeptide như vậy. Vậy em nhìn, như vậy có tất cả là 5 nhịp cầu tất cả. 5 nhịp cầu có nghĩa là thu được, mình nghĩ rằng nó thu được 5 dipeptide đúng không nào? Nhưng mà em cẩn thận cho thầy, ở cái nhịp cầu số 2 này và nhịp cầu số 4 đó, em nhìn, em thấy không? Hai nhịp cầu này nó sao? Nó giống nhau. Chú ý này, Ala Gly này, Gly Valine, rồi nhịp cầu số 4 lại thu được Gly Valine. Như vậy hai nhịp cầu số 2 và số 4 là nó trùng nhau. Như vậy có tất cả là bao nhiêu tất cả các em? Là 4 thôi, 4 dipeptide. Như vậy em chọn đáp án đó là 4. Cái này em làm được không? Em có thể ghi ra đúng không? Ghi ra 4 cái peptide là gì các em? À đó là Ala này, Gly. Rồi peptide thứ 2 đó là Gly, Valine. Rồi peptide thứ 3 đó là Valine, Gly. Peptide thứ 4 đó là cái gì? Gly Valine thì nó trùng lại đúng không nào? Cuối cùng đó là Valine Glu. Đó chính là 4 cái peptide mà nó có thể thu được trong cái trường hợp này. Rồi em chọn đáp án là C ha. Câu hỏi số 3, thủy phân hoàn toàn 1 mol peptide mạch hở ít chỉ thu được 3 mol Gly và 1 mol Ala. Số liên kết peptide trong phân tử ít là. Người ta hỏi mình là số liên kết peptide nha các em. Mình muốn biết số liên kết peptide thì mình xem thử peptide đó nó có bao nhiêu gốc alpha amino acid.
Ví dụ nó có ba gốc thì nó có hai liên kết đây, kẽ giữa này kia có hai liên kết, và có bốn gốc alpha amino acid thì có ba liên kết. À, mình tìm số gốc, sau đó mình trừ một ra là nó được số liên kết. Bây giờ em nhìn này, người ta nói là một mol peptide mà khi thủy phân á em, nó thu được là 3 mol gly, 1 mol ala. Điều đó có nghĩa là nó có 3 gốc gly. Trong các peptide đó các em, có 3 gốc gly và có mấy gốc ala các em? Có 1 gốc ala. Mà 3 gốc với 1 gốc là nó thuộc lại là tetrapeptide, đúng không nào? Mà 4 gốc có nghĩa là có mấy liên kết các em? Có tất cả là 3 liên kết. À, rất là đơn giản thôi nha. À, đáp án đúng là C. Câu này á, tuy rằng nó đơn giản nhưng mà để gặp trong đề thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2017 nha các em. Cho nên các em phải hết sức chú ý nha. Câu số 4, đây là câu để gặp trong năm 2018 này. Thủy phân hoàn toàn 1 mol peptide mạch hở X thu được 2 mol gly, 1 mol ala và 1 mol valine. Mặt khác, khi thủy phân không hoàn toàn thu được các hỗn hợp các alpha amino acid và các peptide, trong đó có ala gly và gly valine. Rồi, thầy phân tích cái này cho các em nha. 1 mol peptide này nó thu được là gì? 2 mol gly. Điều đó có nghĩa là có mấy gốc gly các em? 2 gốc gly. Thu được 1 mol ala. 1 mol ala, như vậy là có 1 gốc ala. Đó, cái này thì mình nắm được rồi đúng không? Rồi 1 mol valine. 1 mol valine, như vậy mình sẽ có là 1 gốc valine. Peptide này đó chính là một cái tetrapeptide, trong đó có 2 gốc gly, 1 gốc ala và 1 gốc valine. Ngoài ra đề còn cho mình biết rằng là khi thủy phân không hoàn toàn thì nó thu được các là alpha amino acid cũng như là peptide, trong đó có peptide là ala gly và peptide là gly valine. Như vậy em hiểu cái ý số 2 này như thế nào? Đó chính là trong peptide đó phải có gốc ala gly và gly valine, có nghĩa là có cái đoạn mạch là ala gly và gly valine thì khi thủy phân nó mới có thể thu được, đúng không nào? Như vậy cái peptide đó làm sao làm? Em nhìn vô là phải có là ala gly và gly valine thì khi thủy phân ra nó mới đảm bảo cái điều kiện là có ala gly và gly valine. Em lưu ý cái điều này nha. Và cái peptide đó phải có hai gốc gly, một gốc ala và một gốc valine. Bây giờ người ta hỏi số công thức cấu tạo phù hợp thì mình làm sao làm để đảm bảo hai điều kiện này thì được. Rồi bây giờ thầy sẽ làm mẫu cho các em một trường hợp để các em có thể nắm được và làm cái tiếp theo nha. Thầy lấy ví dụ như thế này. Thầy nhìn vô thầy thấy là ala gly này các em và gly valine, cho nên thầy nghĩ ngay tới cái peptide như sau là ala gly valine. Như vậy em nhìn thấy là trong này nó đảm bảo là thu được là ala gly chưa, thu được là gly valine chưa. Đó, như vậy là trường hợp số 2 là đảm bảo rồi. Nhưng mà đề nói là phải có hai gốc gly, mà nhìn vô cái cấu trúc của thầy là mới chỉ có một gốc gly thôi. Như vậy còn gly nữa nó sẽ nằm ở chỗ nào? Như vậy gly cuối cùng nữa nó sẽ nằm ở một trong hai vị trí đầu tiên hoặc là cuối cùng. Như vậy thầy cho gly vào đây. Đây là trường hợp số 1. À, hoặc là gly nó không thích nằm ở này, nó nằm ở bên tay trái. Như vậy chỉ là gly ala gly valine. Như vậy làm sao để đảm bảo là ala gly có gly valine và hai gốc gly và một gốc ala một gốc valine là được, đúng không nào? Ngoài ra đây là một cái trường hợp đặc biệt, có thể là gly nó nằm ở gốc giữa cũng được. Như vậy nó sẽ có thể là ala gly rồi gly valine, ala gly có luôn này, gly valine có luôn, đủ hai gốc gly về một gốc ala về một gốc valine. Và trường hợp cuối cùng đây, gly valine có gly valine rồi, ala gly có hai gốc gly, có một gốc ala về một gốc valine, như vậy là chính xác. Như vậy trong trường hợp này nó có 4 trường hợp nha các em. À, như vậy em chọn đáp án là gì? C. Thầy nghĩ nó cũng không có đơn giản đúng không nào? Rồi cái này thì các em phải rèn luyện đi rèn luyện lại nhiều lần nó mới gọi là nó lanh, nó mau lên được, chứ không thể là một bài là các em đã lanh lên rồi. Như vậy là các em cứ về tìm đúng cái loại này các em làm, hoặc là các em vào phần mô tả video em bấm chữ xem thêm, nó có đường link cái bài tập thầy gửi cho các em, sau khi làm xong á nó báo điểm cho các em thì em biết là em đúng câu nào em sai câu nào, rồi sau đó em sửa lại.
Rồi các em có thể comment yêu cầu thầy giải thích câu nào để thầy biết, rồi thầy giải thích cho các em. Câu số 5, đề nói rằng là thủy phân hoàn toàn 14,6 gram Gliala trong dung dịch NaOH dư, khối lượng muối sinh ra sau khi phản kết thúc là. Đây là một cái câu bài tập thầy gọi là nó cơ bản nhất của chương peptide. Và để cho các em hiểu sâu cái vấn đề để các em có thể làm những cái bài tập khó hơn, ngay cái bài tập đầu tiên này thầy sẽ phân tích rõ cho các em việc cái cơ chế nó phản ứng xảy ra như thế nào, sản phẩm ra sao. Sau khi thầy phân tích xong thì những cái bài tập lần sau thì các em sẽ viết nhanh các phương trình phản ứng chứ không có phân tích giống thầy. Bây giờ thầy phân tích cụ thể cho các em nha. Đầu tiên người ta cho Gliala thủy phân trong cái dung dịch NaOH thì đầu tiên nó sẽ thực hiện phản ứng với nước. Em nhớ cho thầy ạ, nhớ nha, có bao nhiêu liên kết peptide nó sẽ cần bấy nhiêu phân tử nước. Đây là một cái dipeptide có một liên kết peptide, cho nên để thủy phân cái peptide này nó chỉ cần một phân tử nước. Vậy nó thu được là gì các em? Nó thu được là Gliala. Nhưng mà sau đó Gliala này nó không dừng lại, nó sẽ tác dụng với NaOH. Thủy phân thì nó thu được là alpha amino acid, nhưng mà thực tế nó không dừng lại. Những cái phân tử amino acid này tác dụng ngay với base hoặc là acid, trong trường hợp này là NaOH. Nó sẽ thu được muối của Gli. Thầy tạm thời lại ghi Gli gạch một cái natri. Và thu được muối của Ala cộng với, dĩ nhiên là cộng với nước. Rồi bây giờ mình sẽ tổng kết lại cái tất cả các quá trình này lại bằng một cái phương trình phản ứng. Đó chính là Gliala cộng nước, ở đằng trước là cộng một nước, nhưng ở đằng sau nó lại sinh ra hai nước. Như vậy là có một nước nó đã bị rút gọn bên này. Như vậy là không có nước nữa. Rồi, Gli thì nó không còn nữa em. Nó không còn nữa, Gli nó đã biến thành muối rồi. Mình bỏ đi, Ala cũng vậy, nó đã biến thành muối rồi. Cộng với NaOH, đúng không nè? NaOH phải cộng mấy các em? Cộng 2 nè, sinh ra muối Gli cộng với muối của Ala và cộng với mấy phân tử nước thôi các em? Cộng với một phân tử nước. Đó chính là cái phương trình phản ứng của một cái peptide tác dụng với NaOH. Như vậy em nhớ cho thầy, nhớ cái quy luật này để sau này các em viết này. Thứ nhất em cần phải nhớ đó là có mấy phân tử NaOH tham gia phản ứng. Nếu peptide này có hai gốc alpha amino acid thì chỉ có hai phân tử NaOH tham gia phản ứng. Còn nếu có ba gốc thì có ba NaOH tham gia phản ứng. Em lưu ý cho thầy ha, nó phụ thuộc vào cái peptide. Rồi, nó sẽ thu được gì? Thu được muối của các amino acid tùy thuộc vào số gốc của alpha amino acid đó mà thu được cái tỷ lệ muối như thế nào. Ví dụ trong cái phân tử đó có hai gốc Gli thì nó sẽ thu được tỷ lệ muối là hai muối của Gli. Và luôn luôn có một phân tử nước, nhớ đằng sau này luôn luôn chỉ có một phân tử nước. Em chú ý cho thầy ha, em có thể lấy bất kỳ một cái ví dụ nào em viết ra thì lúc nào nó cũng thu được chỉ có một phân tử nước thôi. Rồi bây giờ mình sẽ áp dụng vô mình giải này. Lúc nãy mình để nắm lý thuyết rồi, bây giờ mình sẽ giải này. Thì ghi phương trình phản ứng lại cho các em ha. Đây là Gliala nè. Rồi cộng với gì? Cộng với 2NaOH này. Tạo ra muối của Gli. Em à, muối của Gli đó em cần phải biết nha. Trong cái nội dung cái bài này thì thầy cũng ghi ra. Thì nếu mà các em chưa nắm được có thể lật sách giáo khoa ra hoặc là xem cái video trước của thầy ở trong bài amino acid đó. Thì có hướng dẫn cụ thể đó, các em xem lại ha. Cộng có muối Ala, thêm một phân tử nước nữa. Rồi bây giờ mình tính thôi nè. Người ta đã cho mình là 14,6 gram Gliala rồi. Bây giờ mình đổi mol nó ra đi. Thì ghi nó là mol peptide nha. Nó sẽ bằng là 14,6 chia M lớn của nó. Em chú ý khi tính M lớn peptide này, nó đơn giản lắm. Đơn giản lắm kìa. Em tính này, Gli là 75 này, Ala là 89 này. Nếu bạn nào quên á thì lật sách giáo khoa ra coi công thức nha. Khi mà các em đi thi trung học phổ thông quốc gia em phải nhớ chứ. Nếu mà tới bây giờ mà em lay quay hỏi Gli là công thức nào, rồi Ala công thức nào, mở lớn bao nhiêu, là thầy nghĩ là nó đi thi trung học phổ thông quốc gia là nó không có kịp đâu á. Rồi 75 cộng 89 này, nhớ không? Em trừ đi, em xem mà nó có bao nhiêu liên kết peptide, mình trừ đi bấy nhiêu phân tử nước. Trong này có một liên kết peptide vì nó là dipeptide mà, một phân tử nước, như vậy là trừ đi 18 nó bằng là 0,1 mol. Như vậy em đưa 0,1 mol vào đây. Như vậy muối của Gli là 0,1 mol luôn. Và muối Ala là 0,1 mol luôn. Từ đó em tính khối lượng muối thôi. Rồi bằng này,
m muối thứ nhất là 0,1 này, nhân m lớn. Là em có thể viết cái công thức ra để em tính từ từ. Nhưng mà có một cách tính hay lắm này. Gly là 75 nè, natri là 23 đúng không? 23 thì em nhớ cho thầy là khi mà em xem lại cái phản ứng của gly tác dụng với NaOH, em khi mà natri nhảy vào có một hydro nhảy ra, như vậy là 23 nhảy vào nhưng mà có một nhảy ra, như vậy là nó tăng lên 22. Như vậy 75 còn 22 cộng với là 0,1, tương tự như muối gly vậy, alai cũng thế là 89 cộng với là 22. Như vậy nó bằng ra kết quả là bao nhiêu các em? Rồi em lấy máy tính em bấm ra thôi, không? Như vậy kết quả nó sẽ bằng là 20,8 gram. Như vậy đáp án em chọn là đáp án gì? C. Không, em đã hình dung chưa? Cái dạng bài tập này nó hơi mới một chút nha các em. Cho nên các em cũng cần phải có thời gian mà các em rèn luyện thêm ha. Đối với cái bài này các em có một cái cách làm nó rất là nhanh này. Thay vì mình tính khối lượng muối lần lượt như vậy đó, tính hai muối rồi cộng lại, thì bây giờ mình có thể làm một cách rất là nhanh, đó là mình sử dụng cái định luật bảo tàng khối lượng. Đây các em nhìn này, số mol của peptide thì thầy đã có rồi, đó là 0,1 mol, thì suy ra được số mol của NaOH là 0,2 mol này. Và thầy cũng suy được số mol của nước đúng không nào, là 0,1 mol. Sau đó thầy dùng cái định luật bảo tàng khối lượng nha. Đây khối lượng muối này các em, như vậy thầy ghi này, khối lượng của peptide này cộng cho m của NaOH này bằng m của muối này, m của hai muối luôn á, cộng cho m của nước. Đó, sau đó các em tương đương ra, em thế vô m peptide là bằng 14,6 này cộng cho m NaOH này em đã có mol rồi, 0,2. Vậy em lấy 0,2 này nhân cho mấy các em? Nhân cho 40 của NaOH bằng là m muối là m đúng không? Mình đã nói là m cộng cho m nước là 0,1 nhân cho 18, sau đó em suy ra m thì kết quả m nó cũng sẽ bằng là 20,8. Em hình dung chưa? Như vậy cách làm số 2 này nó cũng rất là nhanh đúng không? Thì cái định luật bảo tàng khối lượng đó là một cái định luật rất là cơ bản trong hóa học, nhưng mà thầy cũng sẽ có những cái video gọi là bổ trợ cho nó thêm, gọi là thầy chỉ ra là dấu hiệu nào là mình sẽ sử dụng định luật bảo tàng khối lượng. Cái bài này mình nên sử dụng định luật bảo tàng khối lượng để giúp cho mình tiết kiệm thời gian hơn nha các em. Tiếp tục bài tập số 6 nha các em. Thủy phân hoàn toàn m gam gly ala gly trong cái dung dịch NaOH dư, cô cạn dung dịch thì thu được 61 gam muối. Người ta hỏi giá trị m là yêu cầu tính khối lượng của peptide. Thì bây giờ mình ghi phương trình phản ứng ra này, mình quen rồi đúng không nào? Đây là gly này, ala này, gly này, cộng luôn, cộng NaOH. Bao nhiêu NaOH các em? Có bao nhiêu gốc alpha amino acid là bấy nhiêu phân tử NaOH. Thu được là em này, trong này có hai gốc gly nha các em, cho nên nó thu được là hai lần muối của gly cộng với lại một lần muối của ala. Và nhớ cho thầy là luôn luôn có một phân tử nước sinh ra. Em nhớ cái điều này nha. Bây giờ người ta cho khối lượng muối của mình là khối lượng của hai muối này, đó là 61 gram. Bây giờ làm sao? Cho hai muối tổng là 61 thì biết đứa nào bao nhiêu, đứa nào bao nhiêu. Thì mình đặt thôi này. Giả sử thầy đặt là peptide của thầy là ít mol đi, thì muối của gly là sẽ là 2x này. Và muối của ala sẽ là 1x mol. Mình đã có tổng khối lượng hai muối này là bằng bao nhiêu các em? 61 rồi. Như vậy thầy tương đương ra, thầy có một cái phương trình này, 2x này nhân m lớn lên là 75 này cộng 22 này, em nào nhớ lại cộng với luôn 97 đúng không nào, cộng với lại x này nhân m lớn của muối ala này là 89 này cộng với 22 này, về kết quả là bằng là 61. Từ đây em giải ra x thôi, hả không nào, x nó sẽ bằng bao nhiêu các em? 0,2 mol. Có x rồi, có mol rồi, mình tính khối lượng của peptide thôi này. M của peptide bằng lại mol là 0,2 nhân m lớn của peptide thì em tính thôi, là 75 này cộng cho 89 này cộng cho 75 này, đó là gly ala gly. Nhưng mà nhớ cho thầy là phải trừ đi đúng không nào, trừ đi mấy phân tử nước các em? Trừ đi hai phân tử nước là trừ đi 2 nhân cho 10 18, và kết quả mình thu được đó là 40,6 gram, và kết quả là A. Như vậy vừa rồi thầy đã hướng dẫn xong
những cái dạng bài tập cơ bản về rất là quan trọng của Beatit, thì thầy biết rằng đây là một cái chương rất là mới, về cách làm của nó cũng khá là đặc trưng, cho nên thầy khuyên rằng các em cũng phải cần có thời gian để cho các em rèn luyện, rèn giũa mình, chứ không thể là chỉ một vài bài mà mình đã nắm vững kiến thức được nha các em. Trong cái phần mô tả video của thầy á, em bấm cái chữ xem thêm á các em, thì trong đó thầy để cho các em một cái đường link, trong đó có một cái form bài tập, thì các em vào đó các em rèn luyện làm những cái câu bài tập đó, là thầy cho những cái dạng tương tự như cái câu bài tập thầy đã hướng dẫn, để cho các em có tài liệu các em tham khảo. Rồi sau khi làm cái câu bài tập đó xong á các em, nó chấm điểm cho các em biết câu nào đúng, em biết câu nào sai, sai chỗ nào, thì các em có thể là điều chỉnh lại. Và nếu các em chưa rõ nữa thì các em hãy để lại trong cái phần comment đó các em, comment đó, để cho thầy biết và thầy có thể là hỗ trợ cho các em. Và thầy chúc cho các em làm bài thật tốt và có đầy đủ những cái kiến thức, tự tin để cuối năm bước vào cái kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia nha. Và đừng có chần chừ gì nữa các em, hãy nhấn đăng ký kênh để có thể gặp lại thầy trong những cái video mới nhất của thầy nha. Hãy nhấn đăng ký kênh đi cho em, nhấn đăng ký kênh đi, đừng có chần chừ gì nữa. Thầy sẽ cố gắng hỗ trợ cho các em từ đây cho tới cuối năm học này. Cuối cùng xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video lần sau nha. Xin chào các em.